Chăn nuôi bò ở nước ta là một nghề truyền thống có vị trí quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, là nguồn cung cấp sức kéo, thực phẩm và sữa có giá trị dinh dưỡng cao. Bò là loại vật nuôi phù hợp với hầu hết các vùng địa lý và sinh thái của nước ta, dễ nuôi, dễ quản lý, không cạnh tranh với thức ăn chăn nuôi heo, gia cầm. Chăn nuôi bò hiện nay đang được các địa phương quan tâm phát triển để phục vụ chủ trương chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân ở các vùng nông thôn. Định hướng chăn nuôi bò trong thời gian tới là góp phần thiết thực vào nâng cao số lượng thịt cũng như chất lượng thịt bò cho xã hội. Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi có tốc độ tăng trưởng trên 8% một năm. Chăn nuôi bò thịt đang được nhân dân thực sự quan tâm thông qua các chương trình và dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ năm 2001 đến 2006, đàn bò của cả nước ta tăng từ 2.890.000 con lên 6.500.000 con, đạt tốc độ bình quân tăng 9,67% một năm. Hầu hết các địa phương đều có chương trình phát triển và cải tạo đàn bò riêng của địa phương. Qua đó, tổng sản lượng bò thịt sản xuất và tiêu thụ tăng nhanh. Tuy nhiên, do thịt bò chỉ chiếm 3% tổng sản lượng thịt sẻ, nên lượng cung không đủ cầu về tiêu thụ thịt bò ngày một tăng nhanh do sức phát triển kinh tế và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu thụ. Bên cạnh đó, theo thống kê từ các nhà quản lý, thì tỷ lệ thịt bò còn thấp hơn so với bình quân thế giới, cho nên cơ hội phát triển bò thịt của nước ta là rất lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nội địa. Phát triển gia súc ăn cỏ nói chung và phát triển chăn nuôi bò thịt nói riêng, đây là nhu cầu cần thiết cho xã hội. Vì hiện nay cái nhu cầu nuôi chăn nuôi bò thịt là cái nhu cầu trong sản xuất, vì lý do là trong hàng khẩu phần hàng ngày của nhân dân thì lượng thịt bò chiếm khoảng 6% so với nhu cầu rất là lớn. Thứ hai, đất nước ta có một cái nền nông nghiệp phát triển, do đó cái phụ phế phẩm trong chăn nuôi còn rất là dồi dào. Vì thế, phát triển chăn nuôi bò thịt có cái góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển tạo công việc làm cho sản xuất và đồng thời giảm đi bớt cái áp lực về nhu cầu thịt từ những động vật dạ dày đơn mà cạnh tranh lương thực với con người. Về định hướng phát triển chăn nuôi bò thịt, thứ nhất là trên tổng thể là sẽ quy hoạch những vùng chăn nuôi bò thịt gắn với cái trang trại chăn nuôi tập trung, đồng thời có phát triển về giống để nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát thú y và bảo vệ môi trường. Về vấn đề phát triển về giống thì hiện nay cái cơ quan nghiên cứu của Việt Nam đã nghiên cứu ra được những công thức lai, có tạo ra được giống con lai có năng suất phẩm chất thịt cao. Về quy hoạch vùng thì hiện nay chúng ta có những vùng mà có cái đồng cỏ rất là tốt, đồng thời là phát triển trồng cỏ để mà tạo thức ăn thô, cung cấp thức ăn thô xanh cho bò. Ngoài ra về công tác chế biến cũng cần phải được quan tâm để khép kín một chuỗi sản xuất từ chăn nuôi chất thịt chất lượng cao ra sản phẩm tiêu dùng an toàn, tạo thương hiệu cho bò thịt Việt Nam. Chăn nuôi bò thịt là một trong những ngành được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương và nông dân tham gia tích cực. Chính phủ đã có quyết định về những biện pháp hỗ trợ như về giống, thức ăn, đồng cỏ, thú y và phòng bệnh, vốn vay và lãi suất ngân hàng, đào tạo tập huấn khuyến nông, v.v. Theo định hướng chung, cần phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ sinh học vào chăn nuôi. Các địa phương quy hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt phải gắn bó với các vùng sinh thái, đồng cỏ, vùng có phụ phẩm nông nghiệp, hình thành các vùng chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ tại các vùng thích hợp. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì vừa qua đã trình chính phủ cái chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Cái tinh thần cơ bản của chiến lược ấy là phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại và công nghiệp. Và thứ hai nữa là tổ chức sản xuất chăn nuôi theo một cái chuỗi sản phẩm, tức là quản lý theo chuỗi sản phẩm, tức là từ trang trại cho đến bàn ăn.
để chúng ta làm sao mà quản lý tốt cái chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Sản phẩm chăn nuôi ngoài cái chất lượng tốt ra thì đảm bảo an toàn về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đây cũng là một trong những yếu tố để mà chúng ta thực hiện cái cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trong thời gian tới. Thứ ba nữa thì đối với lại chăn nuôi ấy, thì bên cạnh cái việc trình cái chiến lược chăn nuôi năm 2020 thì có đề nghị chính phủ là 4 chương trình. Thứ nhất là chương trình về giống, chương trình thứ hai là chương trình về thú y, chương trình thứ ba là về thức ăn chăn nuôi, chương trình thứ tư là về khuyến khích đầu tư để phát triển cái chăn nuôi theo hướng trang trại và công nghiệp. Một trong những yếu tố quan trọng nhất cho thành công chăn nuôi bò thịt hiện nay là chọn lựa những giống bò phù hợp nhất cho chăn nuôi. Vì giống bò quyết định tới năng suất, chất lượng thịt, giá thành chăn nuôi. Đã có chiến lược cải tiến công tác giống bò thịt ở nước ta gồm 3 bước. Bước 1, cải tiến đàn bò vàng Việt Nam đến năm 2020. Bước 2, lai tạo bò thịt trong nước đến năm 2020. Bước 3, chương trình nhân giống bò thịt cao sản từ 2003 đến 2020. Hàng loạt các hoạt động như đẩy mạnh cải tạo bò địa phương thông qua thụ tinh nhân tạo, chọn lọc và thuần các giống bò Zebu và các giống thịt cao sản nhập nội, nhập khẩu nguồn gen giống đực cao sản, xây dựng hệ thống quản lý giống bò thịt thống nhất trên phạm vi cả nước. Kỹ sư Hồ Mộng Hải cho biết. Hiện nay giống bò thịt được coi là dễ nuôi và áp dụng nuôi phổ rộng ở nhiều vùng là giống bò Brahman. Được bò giống bò này chịu khao kham khổ, đồng thời là tăng trưởng tốt. Ngoài ra, cái công thức thứ hai cũng được khuyến cáo là công thức lai, con lai Brahman với lai Sin và cái con lai là Sarole. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thịt bò của thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bò sữa, bò giống Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhập đàn bò thịt chất lượng cao, Roadmaster và Brahman về nghiên cứu chăn nuôi và thuần hóa trong điều kiện trong nước, đồng thời tiến hành cho lai tạo giống bò lai Sin theo hướng thịt. Hiện nay, đàn bò đã thích nghi khí hậu Việt Nam, ăn tạm, dễ nuôi, bê con phát triển tốt, khả năng kháng bệnh cao. Nhưng trên hết là chất lượng thịt xẻ đạt tỷ lệ cao, thịt mềm, ít mỡ, hàm lượng protein cao. Ông Hồ Sĩ Tý, giám đốc công ty, cho biết về những giống bò thịt chất lượng cao này. Thì bắt đầu từ năm 84, công ty đã bắt đầu lai tạo thử nghiệm những giống bò thịt tại công ty trên cơ sở là dùng đàn bò nền lai sinh của công ty lai tạo các giống bò thịt chuyên dùng nhập ngoại. Bước đầu là cho được kết quả rất là tích cực. Nhưng trong quá trình phát triển như vậy, thì do cái nhu cầu của con giống sữa nó nhu cần hơn nên công ty là tập trung lai tạo con bò sữa. Nhưng bắt đầu vào năm 2002 thì công ty bắt đầu mà tập trung lai tạo giống bò thịt theo hai cái hướng. Một là cơ sở của đàn bò nền lai sinh, công ty nhập những giống bò thịt chuyên dụng để lai tạo ra con lai có hương thịt, chẳng hạn như con lai Brahman, lai về lai sinh, con lai là sau le, lai về lai sinh, con lai Hereford là lai sinh, thì tất cả những con lai F1 hướng sữa đều cho những kết quả là rất tốt, cao hơn hẳn con bò lai sinh. Hai là công ty đã tạo ra con thuần bằng cách nhập cái giống thuần, con mẹ thuần, con bố thuần để tạo ra con thuần ngay tại công ty. Bước đầu thì cái đàn lai đã cho những cái thế hệ sau này rất là tốt. Một là nó thích nghi với điều kiện khí hậu khô cằn. Hai là nó phù hợp với điều kiện á, là chăn nuôi á, là chăn thả. Cái tỷ lệ tăng trọng á, nó cao hơn hẳn cái đàn bò lai sinh của chúng ta. Cái thứ hai, sau khi mà diệt mổ thì cái tỷ lệ thịt xẻ nó đạt từ 58 đến 60%. Tỷ lệ thịt tuột thì tính là đạt 42%,
trong cái đó cái bò lai sinh chúng ta chỉ đạt 30%. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái lợi thế ban đầu. Cái thứ hai, đàn bò lai, đàn bò thuần mà tạo ra đây á, là nó chịu với cái điều kiện khí hậu khô cằn, nóng. Hai nữa là kháng cái, các cái điều kiện kháng về cái sinh trùng được máu rất tốt. Và cái thứ ba, tỷ lệ sinh sản của đàn bò vừa rồi tổ chức nhập vô, đàn bò Rumaster á, là đạt 75% trên cái đàn cả sinh sản. Và đàn bò Brahman đạt trên 76%. Thì tôi nghĩ rằng đó là những kết quả ban đầu khẳng định rằng công ty đã đi đúng hướng. Còn bây giờ nói về cái chuyện là đưa cái đàn bò này ra cho dân, thì hiện nay chúng tôi có hai cái hướng. Một là đầu tư cho các trang trại. Cái thứ hai là chuyển giao công nghệ chăm sóc cái đàn bò này. Làm sao đó để mà đảm bảo được cái tỷ lệ sinh sản phải đảm bảo được từ 75-80%. Rồi tỷ lệ tăng trọng nó phải cao hơn 30% so với đàn lai sinh. Như vậy mới khuyến khích được cái người nông dân. Cái vấn đề thứ ba là cái khả năng cái sử dụng thức ăn xanh thô nó phải cao. Hạn chế cái sử dụng thức ăn tinh. Cái cơ bản nhất là tạo ra một cái ưu thế về mặt kinh tế cho người chăn nuôi. Một trong những xu hướng chính hiện nay trong chăn nuôi bò thịt, đó là chăn nuôi những giống bò thịt chất lượng cao với tổng đàn bò lớn. Nhưng khó khăn hiện nay, đó là những chính sách của nhà nước vẫn chưa làm an tâm những nhà chăn nuôi, bởi vì họ cần sự trợ giúp nhiều mặt để thực hiện chương trình chăn nuôi bò thịt của chính phủ. Tại hội nghị chăn nuôi này thì chúng tôi cũng rất muốn là bằng những cái kết quả đạt được của cái sản xuất bò thịt của chúng ta thời gian vừa qua, thì hy vọng là chúng ta đề xuất được những cái giải pháp và chính sách đối với phát triển chăn nuôi bò thịt trong cái thời gian tới, để không những là chúng ta đảm bảo cái nhu cầu thịt bò cho cái tiêu dùng trong nước một cách là an toàn và cũng như là đảm bảo cái lượng thực phẩm, thì chúng ta còn có khả năng vươn đến để chúng ta xuất khẩu. Hy vọng của Bộ Nông nghiệp cũng như là cái hướng của chúng ta ấy, thì chúng ta không đợi đến khi mà chúng ta có một cái sản lượng thịt bò cũng như là sản phẩm chăn nuôi nói chung ở trên cái bình quân đầu người cao như các nước thế giới chúng ta mới xuất khẩu. Mà ngay từ bây giờ là chúng ta đã nghĩ đến cái việc là vừa là sản xuất sản phẩm chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu trong nước nhưng mà đồng thời là chúng ta xuất khẩu ngay từ bây giờ. Thế nhưng mà cái hướng để chúng ta xuất khẩu ấy, thì chúng ta phải chuẩn bị rất là tốt, đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp. Theo tôi muốn đột phá là về cái sản xuất chăn nuôi nói chung và sản xuất bò thịt nói riêng ấy, thì chúng ta phải khuyến khích các cái doanh nghiệp lớn mà có khả năng về chế biến và có khả năng chủ động sản xuất từ cái khâu đầu, tức là những cái yếu tố đầu vào cho đến gắn với thị trường. Thứ hai nữa là từ những doanh nghiệp mạnh này ấy, thì người ta sẽ liên kết với lại các cái mô hình trang trại cũng như là các hộ gia đình và cũng như là các cái mô hình liên kết khác để mà tổ chức sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tôi cho rằng cái đột phá là chính là chúng ta là phải làm sao khuyến khích kêu gọi đầu tư được các doanh nghiệp lớn. Giống bò thịt cao sản để chăn nuôi trong cộng đồng nông dân là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, muốn chăn nuôi được tốt giống bò thịt này thì phải cần những yếu tố luôn gắn chặt với nhau. Đó là quản lý chăn nuôi, giống tốt, đồng cỏ, quy mô tổng đàn. Các yếu tố này không thể tách rời nhau. Và chỉ khi nào làm được như vậy thì mới có đủ sản phẩm mang tính hàng hóa cung cấp cho thị trường tiêu thụ.